Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Chúc tất cả những ngày cuối tuần thật vui vẻ. Trở lại với clip ngày hôm nay thì Khôi giới thiệu với anh em một cái lô hàng vừa cập bến. Nó là box sale, tuy nhiên nó là những cái dòng loa box sale đến từ châu Âu. Và đặc biệt là một số là dòng high-end rất là đình đám đến từ các cái thương hiệu rất nổi tiếng. Thì Khôi có thể kể ra ví dụ như Midson, rồi kép, rồi chăn chui nhưng mà dùng xuất châu Âu nè đó, rồi loa bút ha, bút, rồi trong đó có một số cặp Yamo nhé. Nói chung là nhiều cái thương hiệu rất là nổi tiếng, Modern Suit nè, rồi Enery nè đó. Thì nó là box xe là nhỏ thôi nhưng mà thật sự là nó rất là ấn tượng. Thì trong này đều là loa nguyên bản nguyên zin, không xì ba, không thuốc tác luôn này. Khôi đã test rồi, tất cả đều hát hò nghiêm chỉnh nha. Thì bây giờ Khôi sẽ giới thiệu từng cặp, anh em nào có nhu cầu xem rõ kênh nha, để biết được cái tình trạng từng cặp và sẽ có cái mức giá từng cặp ha. Rồi thì ở đây em sẽ có 2, 4, 6, 8, 10, đúng 10 cặp luôn ha, 10 cặp đó. Mình sẽ xem qua một vòng ha, rất đẹp, ngoại hình đẹp, trưng bày sang trọng cũng như chất âm hay, một số loa là hiếm trên thị trường luôn. Đó, anh em cùng xem qua. Những người mà yêu thích box sale, thích high end thì hãy sở hữu ngay nha. Trong đó có cặp Sansui á, Nhật nhưng mà nó là dòng xuất châu Âu, hoặc là cặp Sony nó cũng là châu Âu, hoặc là cái cặp Onkyo nhưng nó là phiên bản xuất Anh ở Liverpool đó nha. Rồi ok anh em, thì đây anh em cùng xem qua ha. Đây những cái dòng high end này, thiết kế rất là cầu kỳ đặc biệt ha. Toàn bộ cái mũi nó đều là mũi nhọn này ha, kiểu như sự khác biệt á. Đây là cặp Selection Diston của Anh đó nè. Thì rất là tiếc, khi Khôi ship về tới đây á thì có một cái lưới thôi. Có nghĩa bạn nó quên bỏ vào cho Khôi. Bỏ vào nên bây giờ nó bị mất đi một cái nha, nó mất đi một cái. Rồi. Thì loa rất đẹp. Nhìn theo. Cực kỳ đẹp luôn chứ không phải đẹp bình thường. Không có phải sự ba tút tác. Nghe không? Trên cái viền của nó còn cái logo này. Đó, bây giờ Khôi quay cho anh em xem một cái nha. Đó. Đây, nó là Selection. Đời này là đời F1S này. Thế là bốn cầu loa là biết nó là dòng high end rồi anh em ha. Đây, nó có để này. Đó. Cộng trừ này. Để mình sẽ xài hàng ngang ha. Hàng ngang thì công suất của nó là 10 đến 90W, rất là dễ ghép anh em. Anh em có thể ghép âm đi đèn 5W nó cũng ra rồi ha. 89 dB. Thì cái dB này này, cái đồ nhầy này này, thì nhiều người sẽ thắc mắc nói là khó ghép. Không phải anh em, các dùng loa cột mà từ 85 trở lên là ok đó. Đây 89 là rất bình thường ha. Rồi cơ bản nó vậy. Thì cái cặp này á, anh em có thể tra cái model này F1S này. Đây là một trong những cái đời đỉnh cao của cái dòng box sale anh em nha. Mình chỉ nói riêng về cái dòng box sale thôi đó. Thì anh em tham khảo để biết được cái tầm giá cặp này ha. Nó rất là hay, rất là tuyệt vời luôn đó, nha. Rồi cặp thứ nhất mất một cái lưới, anh em lưu ý đi, một cái lưới. Rồi cặp thứ hai, đây cái cặp Enery này đó. Enery cái đời này là đời rất là cao cấp, đặc biệt là gân còn zin đây nè. Cái gân này không phải là gân cao su mà cũng phải gân cân mút, nó mềm hơn gân cao su này, mềm hơn cả gân mút luôn anh em này. Để sờ vào này đó, cặp này nó rất là hay. Thì nó sẽ có đời loa cây với loa box sale. Thì trong cái đồng box sale loa cây thì nó thêm một cái bát mà thôi, còn lại nó hoàn toàn giống nhau nhé. Là nguyên bản nguyên zin này, còn nguyên bùi này nhé, còn nguyên bùi. Khôi sẽ quay cái phía sau anh em cùng xem luôn, tới đâu Khôi sẽ quay tới đó ha, để mình nhận nhìn model, nhận nhìn thông số kỹ thuật đó. Đây anh em ha, cũng là loa hay anh này, bốn cầu này đã có cầu nối rồi, made in England. Đây là phiên bản acoustic là limited, nó là đời AE100i anh em ha. Anh em tham khảo cái model 100i này. Đó. Cặp loa rất là giá trị và có cái mức giá cũng rất cao trên thị trường. Tuy nhiên là giá tại Khôi là lúc nào cũng rẻ hơn. Rồi anh em, đây là một cái cặp loa box sale của Onkyo. Tuy nhiên đây là cái phiên bản xuất Anh này, phiên bản tem vàng Liverpool ha. Đó. Thì đẹp, zin ha. Cái gân thì chắc chắn phải thay rồi. Nói thẳng với anh em luôn để anh em rõ là gân cao su ha, chứ không phải là gân mút như thị trường. Đó, gân cao su nha anh em. Đó, rất là đẹp.
cọc loa đồ đầy đủ, và đặc biệt là đây là cái đời vỏ gỗ anh em nhé, vỏ gỗ rất là xịn sò luôn. Thì cái cặp này cũng vậy, ship về nó mất lưới này, lưới ha. Cái cặp cặp Enery mà 100 AM 100 i này thì còn này, còn lưới này này, lưới đem đầy đủ ha. Đó, tới đâu thì Khôi sẽ nói rõ tới đó nha. Rồi ok, tiếp theo là cái cặp Mission. Cái Mission cái đời này là 780, nhưng mà đời này đời một phiên bản limited luôn, không có nữa thị trường anh em, tra hoài nó không ra ha. Nó vẫn là thiết kế một bát và một chép này. À, phiên bản cực kỳ hiếm luôn anh em, và nhìn rất là hầm hố này anh em, sao nó khác những cái phiên bản khác ha, khác rất là nhiều. Đó, cùng là box sale cho hai đường tiếng mình cũng giới thiệu nhiều, nó là dòng chắp đôn. Cặp này thì Khôi đã test trên clip rồi, chứ quay thôi nè, nhưng mà để test với âm ly đèn, âm ly châu Âu rất là hay. Bây giờ đưa hand này, còn cầu loa này ha, đây anh em ha, Mission này 780, made in England. Đó, đây là phiên bản England nha. Rồi còn lưới đem đầy đủ. Đó, anh em cùng xem qua. Ok ha. Rồi tiếp theo là cặp Sony. Sony này thì cũng đã lên sóng rồi, được nhiều anh em rất là đánh giá cao nha. Dòng xuất châu Âu anh em, đời này đời high end. Thì nó là cái màng sợi carbon poly này. Đó, rất là tuyệt vời. Đó, anh em cùng xem cái ngoại hình này, hình giọt nước á nha. Rất là đẹp. Vỏ sơn mài piano ha. Rồi, bên này cũng vậy nè, một cái cặp Yamo. Yamo thì nó không có ăn khách ở thị trường Việt Nam anh em, nhưng mà một số dòng rất là cao cấp, dường như trên thị trường thì nó chỉ có là dòng C và dòng D, còn đây là dòng E anh em, E825 anh em thấy cái bát này, à, thấy không? Gân cao su rất là mềm, đánh bát rất có lực luôn, nha, rất có lực luôn. Thì Khôi sẽ quay cho anh em xem luôn, quay phía sau ha. Cặp này Khôi cũng đã giới thiệu rồi anh em, series liền kề, đó, cầu loa còn luôn này nè. Một cái nó bị mất cái kia, mất công suất, nó rất là lớn, 100-140W anh em. Đó, nên nó cặp rất có lực ha, đánh rất là mạnh bạo luôn. Rồi, cái cặp này thì đã lên sóng rồi ha. Rồi, tiếp theo cặp kép. Cặp kép này thì Khôi có đăng ngày mùng 1, có một khách ảnh chốt, xong rồi ảnh lấy nè. Thì Khôi đăng lại nha, 4 triệu. Kép EQ1, mất một cái căng này. Mất một cái căng, nói rõ. Những cái cặp bên này còn nha, cặp nào mất thì Khôi sẽ nói mất, còn không nói là có nghề đầy đủ. Rồi tiếp theo, cặp này là cặp cũng đã lên sóng rồi nè. Cặp Modern Suit ha, Modern Suit 901i. Đời cao, đời hết số của dòng box sale ha. Nó là dòng high end màng nhôm. Đây Khôi lật cho anh em xem luôn, để anh em yên tâm. Đó. Cầu loa này nè, cầu đầy đủ ha. Anh em made in England này, còn cái logo của nước Anh luôn. 902i. Cặp này rất là hay. Tiếng rất là sáng. Ok anh em ha. Rồi. Tiếp theo đây là một cái cặp loa khủng này, cặp này cặp của Sansui Alpha 7 này nha. Đời xuất châu Âu là gân cao su nha. Gân cao su. Đó. Gân cao su. Chứ không phải gân mút, gân cao su mới đúng nó ha. Rồi. Thì nó là dòng Alpha 7 thì không phải nói gì hơn nữa, tại vì nó quá đỉnh rồi nè. Đó, chắp đôm này. Nó bị móp, cái này mình sẽ lấy ra này. Đưa tay mình đụng, chỉ đụng nhẹ cái là móp rồi nha. Đó. Ok, cặp này thì quen thuộc trên thị trường này ha. À, giá thì nó chỉ luân quanh là khoảng 5 triệu thôi, rất là nặng rồi nè, bứng rất là nặng luôn, nặng tay, thiết kế rất là sâu này. Box xe mà thiết kế cái chiều sâu tới 30, nên anh hiểu rồi đó. Rồi, tiếp theo nè, một cái cặp loa rất là độc luôn. Cái cặp Sansui có lưới màu nâu rất đẹp anh em nè, màu nâu rất đẹp. Rồi, tiếp theo là cái cặp loa box này, anh em thấy không? Rất là độc đáo luôn, nó thiết kế giống như với các dòng bim đúc này. Cùng là cái sợi bát là sợi Kelly bát này, Kelly ha. Chép này, chép mũi nhôm. Trên cái sờ nó có cái chữ của hãng này. Đó. Còn lưới đầy đủ. Cặp này rất là sâu và nặng này, to nặng lắm. Cùng thiết kế hồng số 30 ha. Cặp loa nặng khủng khiếp. Để mình có cái thông số của nó này ha. Đây nè, thông số của nó này. Đó, nó tới 110W ha. Model của nó là Book A3 này. Đó, 36 ohm ha. California nha, cặp này thì Mỹ nha. Cặp này thì Mỹ. Là đẹp, nói chung là mọi thứ là tuyệt vời. Đó. Không phải giòn em, chị lau chùi thôi cái là mới lên keng lên cắt luôn. Đó, không phải giòn nha. Cặp nào đã lên sóng rồi thì anh em vào clip xem, cặp nào chưa thì Khôi sẽ báo chi tiết với anh em luôn. Thì ở đây sẽ có các cái mức giá rất là thiện chí luôn. Đó, rất là tốt luôn. Khẳng định với anh em có thể rẻ hơn thị trường 1-2 triệu là bình thường ha. Đó, anh em cùng xem qua để lựa chọn cho mình một cặp loa.
theo cái sở thích sale cái tai nghe theo cái tài chính của mình. Đó, anh em cùng tham khảo. Thích cặp nào thì liên hệ với Khôi, alo Khôi để mình cùng trao đổi và giao lưu cặp đó anh em nhé. Rồi có thời gian thì Khôi sẽ lên sóng chi tiết từng cặp, nhưng mà mấy cái dòng này lên sóng nó mất thời gian lắm, nên là anh em nào biết chơi á thì ưu tiên là chốt trước nhé. Rồi.